recording. Dạ, xin tội. Đây là chương trình tin tức VOA Express của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 31 tháng 10, 2011. Trà My kính chào quý vị. Nhật kêu gọi khu vực hợp tác để thuyết phục Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế. 63 người chết vì lũ lụt. Học viên Pháp Luân Công bị bắt vì tọa thiền tập thể trước Đại sứ quán Trung Quốc. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Nhật đề nghị các nước có quan tâm chung trong khu vực cùng nhau đề ra những quy định và hợp tác chặt chẽ để thuyết phục Trung Quốc tuân thủ luật hàng hải quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Financial Times, ông Yoshihiko Noda nói, các hoạt động tăng cường tại Biển Đông và Biển Nam Trung Hoa của lực lượng Trung Quốc đang tạo ra bất ổn cho môi trường an ninh của Nhật. Và trong tất cả các cuộc họp, Nhật sẽ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật lệ quốc tế. Thủ tướng Nhật nhấn mạnh, Tokyo muốn có mối quan hệ hợp tác chiến lược thắng lợi với Trung Quốc, nhưng lấy làm tiếc vì sự thiếu minh bạch trong đường hướng phát triển quân sự của Bắc Kinh. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng tranh chấp Biển Đông sẽ được mang ra thảo luận tại Thượng đỉnh Đông Á ở Bali vào tháng sau. Ngày 31 tháng 10, Trung Quốc một lần nữa cảnh cáo các công ty nước ngoài chớ thăm dò dầu khí ở Biển Đông nếu không được Bắc Kinh đồng ý. Khuyến cáo được đưa ra sau khi tập đoàn dầu khí ExxonMobil Hoa Kỳ loan báo phát hiện các loại khí hydrocarbon tại lô 119 ngoài khơi bờ biển Đà Nẵng. Công ty ExxonMobil được chính phủ Việt Nam cấp phép cho thăm dò dầu khí tại lô 117, 118 và 119 mà Hà Nội khẳng định thuộc đặc khu kinh tế 200 hải lý của Việt Nam theo luật biển quốc tế, trong khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết toàn bộ Biển Đông. Công an giải tán và bắt khoảng 20 học viên Pháp Luân Công tọa thiền trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội sáng ngày 31 tháng 10 và giam giữ tới 9 giờ tối cùng ngày. Anh Kiên, một người trong số này cho biết. 8 rưỡi sáng hôm nay, được đến Tổng Đại sứ quán Trung Quốc tại 46 Hoàng Diệu, tính tọa và thỉnh nguyện ôn hòa yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và không gây áp lực đối với phía Việt Nam nữa. Và yêu cầu phía Việt Nam là cũng phải thả vô điều kiện hai đồng tu Trung và Thành. Chúng tôi ngồi tọa thiền yên lặng khoảng 30 phút. Thì chính quyền là đến và liên kết với côn đồ đánh chúng tôi. Và bản thân tôi bị đạp vào mắt và chảy máu rất là nhiều. Côn đồ công an ngồi chung trên xe và nói chuyện với nhau, rồi đánh với đá tất cả các học viên chúng tôi. Thì trở về công an phường Thành Công, họ lại đánh tôi, họ đạp tôi, tức là thể hiện được cái hành vi mà vi phạm nhân quyền. Côn đồ đi vào tôi đánh tôi nhá, tôi nghĩ chắc chắn đây là người của công an thôi. Gần đây, các học viên Pháp Luân Công liên tiếp tổ chức các buổi tọa thiền trước Lãnh sự quán và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, thỉnh nguyện trả tự do cho hai đồng tu là Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành, bị giam giữ hơn 16 tháng qua vì phát thanh các chương trình nói về Pháp Luân Công sang Trung Quốc. Họ bị truy tố sau khi có yêu cầu từ phía Trung Quốc và ngày xét xử chính thức đã bị hoãn hai lần. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái xác nhận Việt Nam tiếp tục nhập các lò phản ứng hạt nhân của Nhật dù xảy ra tai nạn thảm khốc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật trong năm nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với công nghệ của Nhật trong cuộc họp hôm thứ Hai tại Tokyo với Bộ trưởng Công Thương Yukio Edano. Năm ngoái, Nhật Bản thắng được các hợp đồng để xây dựng hai lò phản ứng tại Việt Nam, dự kiến bước vào hoạt động vào năm 2021. Hôm thứ Hai, báo chí Nhật Bản trích dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng Việt Nam tin tưởng nơi công nghệ hạt nhân tiên tiến của Nhật và muốn Nhật dùng tai họa tại Fukushima làm cơ sở để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân an toàn nhất thế giới. Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang sẽ công du Nam Triều Tiên vào tuần tới để hội đàm với người đồng nhiệm nước chủ nhà là Tổng thống Lee Myung-bak. Theo dự kiến, ngày 8 tháng 11, lãnh đạo hai nước sẽ họp bàn về hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ngoại giao, an ninh, kinh tế và mậu dịch. Trong chuyến đi kéo dài 3 ngày trước khi rời Seoul vào ngày 10 tháng 11, ông Sang sẽ đến thăm các cơ sở công nghiệp chính và gặp gỡ với giới doanh nghiệp địa phương. Việt Nam và Kazakhstan nhất trí tăng cường hợp tác nhiều mặt và nâng kim ngạch mậu dịch nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbayev, trong hai ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11. Tổng thống Kazakhstan nói nước ông xem Việt Nam là một đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và sẵn sàng hợp tác trong mọi lĩnh vực. Sắp tới, Kazakhstan sẽ mở đại sứ quán tại Hà Nội và thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Hỗn hợp Việt Nam-Kazakhstan. 63 người chết vì lũ lụt ở Việt Nam tính tới ngày 31 tháng 10. Trên 330.000 nạn nhân
tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nước lũ tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung. Theo dự kiến, tất cả các con sông tại miền Nam Việt Nam sẽ có thủy triều dâng cao trong vài ngày tới, có thể gây ra lụt lội thêm nữa tại một số địa phương trong khu vực. Tại Thái Lan, nước sông Chao Phraya ngày 31 tháng 10 đã lên tới đỉnh điểm và người ta hy vọng khu vực trung tâm Bangkok sẽ thoát được nạn lụt đã tràn vào phần lớn khu vực ngoại ô phía Bắc và phía Tây của thành phố này. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm chính thức nước Áo giữa lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn tìm một số nhượng bộ quan trọng để đổi lại việc Trung Quốc sẽ đầu tư vào quỹ cứu nguy nợ nần của châu Âu. Chủ tịch Trung Quốc đến Vienna tối Chủ nhật và mở vòng đàm phán đầu tiên với Tổng thống Áo Heinz Fischer vào hôm thứ Hai. Báo chí Trung Quốc đưa tin hai nước sẽ ký 7 thỏa thuận về thương mại và các ngành khác. Chuyến đi của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào diễn ra trước khi có hội nghị quan trọng của nhóm G20 diễn ra tại thành phố Cannes của Pháp hôm thứ Năm. Tại hội nghị này, Trung Quốc sẽ đối mặt với áp lực phải đầu tư đến 100 tỷ đô la cho quỹ cứu nguy châu Âu được lập ra hồi tuần trước. Hãng hàng không quốc gia của Australia đã hoạt động trở lại sau khi một cơ quan tài phán tranh chấp lao động ra lệnh cho công đoàn phải chấm dứt hành động đã khiến cho hãng này bị tê liệt. Lệnh cũng buộc đôi bên phải trở lại bàn đàm phán. Chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Qantas cất cánh vào trưa thứ Hai, 12 tiếng đồng hồ sau khi tòa ra lệnh cho công nhân phải đi làm trở lại. Ban giám đốc hãng này nói rằng họ sẽ cố gắng hết sức để giải quyết chuyến bay cho số khách còn kẹt lại ở các sân bay của Australia và trên khắp thế giới. Cơ quan tài phán đã ra quyết định theo lời yêu cầu của chính quyền sau khi hãng hàng không Qantas ngừng bay 2 ngày vì công nhân đình công để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động. Cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã chấp nhận Palestine là một thành viên thực thụ. Động thái này có thể buộc Hoa Kỳ thay đổi vấn đề tài trợ cho cơ quan này. Quyết định hôm thứ Hai của UNESCO, cơ quan giáo dục văn hóa và khoa học của Liên Hợp Quốc, đã tăng sức mạnh cho cuộc vận động của Palestine muốn trở thành một nhà nước độc lập. Các đại biểu đã thông qua quyết định với 107 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 52 phiếu trắng. Quyết định này có thể ảnh hưởng tiêu cực cho ngân sách của UNESCO. Luật Hoa Kỳ cấm chính phủ tài trợ cho bất kỳ cơ quan Liên Hợp Quốc nào chấp nhận Palestine làm thành viên. Hoa Kỳ hiện nay là nước tài trợ lớn nhất cho UNESCO, cung cấp 22% ngân sách cho cơ quan này. Liên đoàn các nước Ả Rập đang chờ sự hồi đáp của chính phủ Syria cho một đề nghị giúp chấm dứt chiến dịch đàn áp cuộc nổi dậy của phe đối lập đang gây ra nhiều chết chóc. Thủ tướng Qatar, ông Hamad bin Jassim Al Thani, nói rằng trong cuộc họp hôm Chủ nhật tại Doha, thủ đô của Qatar, ông đã trao cho chính phủ Syria một đề nghị mà ông gọi là tích cực và nghiêm túc. Các chi tiết về đề nghị của Liên đoàn các nước Ả Rập không được tiết lộ, nhưng các ý định trước đây của Liên đoàn này nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria có nói đến chuyện yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad rút lại lực lượng đàn áp và tổ chức bầu cử Tổng thống sớm hơn. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới đạt 7 tỷ người vào ngày 31 tháng 10 năm nay. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc xem việc thế giới đạt dấu mốc 7 tỷ người hôm thứ Hai là dấu hiệu cho thấy loài người hiện nay sống dài hơn và tỷ lệ trẻ em chết sau khi chào đời đã được giảm đi. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy khác biệt giữa các quốc gia. Tại nhiều quốc gia mà người dân có mức thu nhập thấp như tại miền Nam châu Phi và một vài nơi ở châu Á, mức tăng trưởng dân số vượt quá mức tăng trưởng kinh tế. Dân số châu Á hiện nay có 4,2 tỷ người, đứng số 1 so với các châu lục khác. Tăng trưởng dân số của châu Phi dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần, lên thành 3,6 tỷ người trước khi nhân loại bước sang thế kỷ tới. Đến với voatiengviet.com để cập nhật tin tức, xem các video thời sự phóng sự, học tiếng Anh, tìm hiểu về nước Mỹ, trực tiếp thảo luận trong chương trình tạp chí thanh niên, bình luận với các blogger của VOA, hỏi đáp y học, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ.